Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hàng năm Hoa Kỳ phải chi trả cả chục tỷ Mỹ Kim đầu tư cho các chương trình chế tạo vũ khí nói chung và máy bay quân sự nói riêng. Chính vì vậy, phương tiện chiến tranh trên không tiêu tốn rất nhiều ngân sách của quốc phòng Hoa Kỳ, mà trong đó phải kể F-22 là một trong số đó. Việc Nga và Trung Cộng cho ra các loại máy bay mới và hoặc tiễn khu vực trên không chiếm ưu thế trên không phận chiến tranh càng ngày càng nguy hiểm. Đây là nguyên nhân F-22 thành hình, thiết kế để đánh bại những vũ khí đáng sợ nhất mà Nga có thể gây ra cho Hoa Kỳ và NATO trong tương lai. F-22 là chiếc máy bay chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 được US Air Force sử dụng kỹ thuật tàn hình siêu thanh với hai động cơ, có chiều dài là 62 feet 1 inch, ngang máy bay rộng 44 feet 6 inch, cao 16 feet 8 inch, nặng 43.340 pounds, trọng lượng tối đa để cất cánh là 83.500 pounds, với vận tốc là 1.400 km một giờ. Mỗi chiếc F-22 tốn khoảng 339 triệu Mỹ Kim. Tổng chi phí cho chương trình F-22 là 66 tỷ Mỹ Kim. F-22 được thiết kế để trở thành một chiếc máy bay chiến đấu dành ưu tiên trên không, được trang bị cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và khả năng báo tín hiệu. Năm 1981, Không quân Hoa Kỳ yêu cầu chế tạo một chiếc máy bay chiến đấu để thay thế cho F-15 và F-16. Ám hiệu có tên Senior Sky. Chương trình này chịu ảnh hưởng các mối đe dọa trên toàn cầu, bao gồm phát triển và phổ biến vũ khí máy bay chiến đấu SU-27 và MiG-29 của Nga. Kính thưa quý vị, yêu cầu đề nghị được ban hành vào tháng 7 năm 1986. Hai nhóm nhà thầu Lockheed, Boeing, General Dynamics và Northrop, McDonnell Douglas đã được lựa chọn vào ngày 31 tháng 10 năm 1986. Mỗi nhóm thiết kế hai mẫu thử nghiệm, YF-22 và YF-23. Ngày 23 tháng 4 năm 1991, thì Bộ trưởng Donna Rice của US Air Force tuyên bố YF-22 được chọn. Lúc đó thì báo chí hàng không phỏng đoán rằng YF-22 cũng có khả năng thích nghi với máy bay chiến đấu cơ tân tiến cho Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng đến năm 1992 thì Hải quân Hoa Kỳ lại tuyên bố loại bỏ chiến đấu cơ tân tiến này. Nguyên mẫu của loại máy bay này có tên là YF-22, sau đó đổi thành FA-22 trong suốt 3 năm trước khi chính thức phục vụ cho Không quân Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2005 với tên chính thức là F-22. Lockheed Martin là nhà thầu chịu trách nhiệm chính hầu hết các hệ thống máy bay, hệ thống vũ khí và lắp ráp hoàn thành chiếc F-22. Trong khi Boeing thì cung cấp cánh, thân sau và hệ thống điện tử. Vì giá thành cao nên đã có một cuộc tranh luận trong suốt đầu năm 2000 về việc liệu đây có phải là một chương trình khả thi để hoàn thành hay không. Tới cuối năm 2004 thì 51 chiếc F-22 đã được đưa vào sử dụng và 22 chiếc nữa đã được đặt hàng cho ngân sách 2004. Kính thưa quý vị, sự kết thúc chiến tranh lạnh, sự sụp đổ của Soviet Union vào năm 1991 khiến F-22 trở nên không có sứ mệnh. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn quyết định tiếp tục sản xuất F-22 trong năm 2008 bằng một dự luật chi tiêu mới. Chỉ có 187 chiếc F-22 được chế tạo đặc biệt cho Không quân Hoa Kỳ, mặc dù kế hoạch ban đầu là 750 chiếc. F-22 bị cắt giảm số lượng đặt hàng với lý do gặp nhiều vấn đề và giá quá cao. Vào năm 2011, dây chuyền sản xuất F-22 đã đóng cửa. Chiếc F-22 đầu tiên được chuyển tới Nellis Air Force Base thuộc tiểu bang Arizona vào tháng Giêng năm 2003. F-22 chính thức bước vào US Air Force vào tháng 12 2005 và chưa từng tham gia bất kỳ một phi vụ không chiến nào. Nhưng chiếc máy bay đắt giá nhất này đã bị đánh giá quá thấp qua các tai nạn đã xảy ra. Vụ tai nạn đầu tiên của F-22 diễn ra tại Nellis Air Force Base vào ngày 20 tháng 12, 2004, khi chiếc máy bay đang cất cánh, phi công đã thoát nạn ra an toàn. Cuộc điều tra tai nạn cho thấy sự ngắt quãng năng lượng ngắn khi động cơ tắt trước khi bay là nguyên nhân khiến cho hệ thống kiểm soát bay hoạt động không chính xác. Dữ liệu kỹ thuật của chiếc máy bay này đã được sửa đổi nhằm tránh các tai nạn tương tự trong tương lai.
Vào tháng 4 năm 1992, chiếc F-22 thứ hai bị rơi trong khi đang hạ cánh tại Edwards Air Force Base. Phi công bay thử nghiệm đã thoát ra khỏi an toàn. Nguyên nhân của tai nạn này là tìm thấy lỗi ở phần điều khiển máy bay. Ngày 25 tháng 3 năm 2009, F-22 bị rơi 35 dặm về phía đông bắc của Edwards Air Force Base, khiến cho phi công bị chết khi bay thử nghiệm. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, chiếc F-22 khi rời Amador Air Force Base đã bị rơi, khiến cho phi công bị thiệt mạng. Vụ tai nạn này được cho là hệ thống không khí bị trục trặc sau khi phát hiện tình trạng quá nhiệt của động cơ. Vụ tai nạn khác trong một phi vụ huấn luyện, chiếc F-22 bị rơi về phía đông của Tidal Air Force Base vào ngày 15 tháng 11 năm 2012. Phi công đã thoát ra an toàn. Cuộc điều tra đã xác định rằng một dây điện đã bị đốt cháy, gây ra hỏa hoạn, làm hỏng bộ phận điều khiển bay. Vậy thì tại sao Mỹ lại cần chiếc F-22? Vì F-22 là chiếc máy bay chiến đấu duy nhất hoạt động mà Hoa Kỳ cho rằng có thể đánh bại các hệ thống phòng không mà Moscow đã chuyển tới Syria. Hơn nữa, nó là loại máy bay duy nhất mà không quân Hoa Kỳ kiểm kê có khả năng vượt đại dương chống lại máy bay chiến đấu mới của Nga. Đại tá Peter Filler, phi công kỳ cựu F-22 đã nói, "Không nghi ngờ gì, chúng tôi đang dẫn đầu mọi lực lượng quân sự vì chúng tôi có chiếc máy bay mà có khả năng không ai khác có." Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.